Kìm về các anh chị ơi, rất là nhiều loại kìm nha. Kìm bén, kìm sắt không gỉ stainless steel. Kìm sắt không gỉ stainless steel. Kìm vuông, kìm tròn. Tất cả mọi loại kìm đều có hết, rất là bén luôn. Đây đẩy dè. Quá trời loại kìm luôn. Kìm mũi nhọn. Kìm tỉ. Siêu bén. Kìm siêu bén luôn các bạn ơi. Xin chào các bạn. Bây giờ mình đã đứng ở King West rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái phòng khách sạn ở đây. Có hồ bơi luôn các bạn. Lấy phòng đây ngủ đi. Được. Có phòng, nhiều phòng lắm. Chẳng vô cho mát, chẳng vô cho mát để tắt cái máy xe đó. Bây giờ mình vô đây các bạn ơi, cái resort này nó có rất là nhiều phòng, nó cho mướn xe đạp nữa. Ở Key West á, nó rất là chặt các bạn, đường xá nó không có nhiều cho nên mệt mỏi quá là mình sẽ đi bộ. Hai là mình sẽ đi mướn xe tút tút mình chạy vô bay. Được. Đây là cái resort mình ở các bạn. Họ có cho mướn xe đầy nè, xe tút tút, xe Vespa nè. Mình mướn mình chạy. Nói thiệt với các bạn, mình không có chạy xe máy các bạn ơi. Mình chắc mình chạy xe đạp quá. Hồ Tâm đang lấy. Bây giờ đi vô đi. Ở trong này nó có hồ bơi nữa nha các bạn. Các bạn có thể chạy xe hơi. Nhưng mà nói thật sự chứ nãy giờ mình chạy á, nó không có chỗ đỗ xe các bạn. Không có chỗ đỗ xe à. Mình sẽ vô đây. Thank you. Mình rất là lịch sự các bạn. Sao? Ở đây nó có cho mắt kiến nè, rượu nè. Có cho nước cam nữa nè. Thì đó có hồ bơi nữa. Bên kia giống như nhà nó cho mướn nữa. Ở đây an toàn hơn. Thì đó. Vào nước không? Đi nước uống mà. Nước cam kìa. Đi nào đây nè. Đi toilet hả? Đi toilet. Có bán xì gà. Hàng về các bạn ơi, cây trà chân có 3 size nha. Cây trà chân size bự, cây trà chân size vừa bự vừa nhỏ, cây trà chân size nhỏ. Cọ về các bạn ơi, số 12, 14, 16, 18, 20, 22. Dũa về các bạn ơi, dũa bột, dũa tay, dũa manicure, dũa bột. Gel bay, gel top, refill các bạn à. Sản phẩm LK Pedicure 4 bước, sản phẩm LK Pedicure 4 bước nha các bạn. Đó. Dũa bay cost top cost refill đồ trà chân các bạn, sang xịn mịn. Nếu như mà các bạn mua 10 thùng LK, các bạn sẽ được tặng một thùng và người ta sẽ tặng cho các bạn một cuốn menu sang xịn mịn. Cuốn menu sang xịn mịn làm bằng trúc các bạn. Đó, nhìn nè, đây là sản phẩm LK pedicure 4 bước các bạn ha. Rồi nếu mà các bạn mua dũa top coat, bay coat, đồ trà chân, cọ sang xịn mịn luôn. Sản phẩm cọ lông chồn Made in USA các bạn nhé. Made in USA. Đó, xịn. Rồi các bạn ơi, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha các bạn. Sản phẩm LK Pedicure 4 bước. Ở xung quanh đây họ cho mướn cái xe này các bạn. Hoặc là những cái xe tút tút xe điện á. Bây giờ mình sẽ đậu chiếc xe của mình ở trong đây đi các bạn ha. Tại vì chiếc xe điện này các bạn dễ đậu xe hơn là mấy chiếc xe kia. Nếu như mà mình đi một người thì mình sẽ mướn chiếc xe Vespa nhỏ để mà chạy các bạn. Nhưng mà mình đi tới 6 người nữa các bạn. Cho nên mình sẽ mướn chiếc xe này ha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi qua bên kia ha. Bây giờ thì ở đây nó rất là nóng các bạn. Mình sẽ chạy một vòng bên kia. Thôi mướn xe tút tút đi, mướn xe tút tút đi cho vui. Cái này nó gần với Cuba các bạn, cho nên mấy cái người này họ nói tiếng cái giọng giống như người Tây Ban Nha vậy là hello ba tôi. Ok, ở trong này nó có hồ bơi nè, nó có một cái gọi là public beach, là bãi biển công cộng, và một cái gọi là private beach, bãi biển cá nhân các bạn ha. Các bạn ơi, bây giờ thì mình đã tới rồi, thì cái số phòng của mình là 3119 ha, 3119. Vô đi mẹ, giảm vô đây nè mẹ, nóng đó.
đi ba, đi ba, cả đi. Ở đây nó có rất là nhiều phòng các bạn ha. Rồi ba tắm đi ba, rồi lấy đồ chưa? Vô đi chắc ơi. Rồi bé chét, bé chét ngồi đây ha, chuẩn bị ngủ ha. Có ai muốn đi toilet không? Thì bây giờ mình sẽ đậu xe của mình ở trong cái resort này. Cái chỗ này nó gọi là Southern Moss, Southern Moss Resort. Cái Southern Moss đó là cái nghĩa là hướng tận cùng của voi đá bạn ha. Ở đây là nó có cái cột mốc cho nên nó gọi là Southern Moss các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xuống đây để mình mướn chiếc xe tút tút đi các bạn ha. Các bạn thấy các bạn thấy ở đây người ta chạy rất là nhiều. Các bạn thấy người ta mướn xe người ta chạy. Tại vì không có chỗ đỗ xe đó các bạn. Lát nữa mà các bạn vô mấy cái khúc kia là không có chỗ đỗ xe đâu qua địch. Đó người ta mướn xe đi cho gọn. Frozen dream. Đây nó cũng có mấy con nhà resort nè. Mấy tối nay mình đi xuống bãi biển nước chơi cũng được. Phất liệt. Tắm biển ban đêm. Sandy. Tối nay tắm biển đi tạm. Ok. Phất liệt. Còn thôi để tao lấy xe tao chở mày đi cho lẹ. Không chỗ nào chết. Nó nằm ở chút kia không ở chỗ này đâu. À. Tao bấm anh đồ coi nha. Cái resort mình ở đó các bạn thì nó gần cái cột mốc Southern Moss luôn. Lobster Shack. Ở đây nó có một cái nhà hàng nó gọi là Lobster Shack các bạn. Đây cái nhà hàng này là chuyên bán tôm hùm các bạn nhé. Ngày mai sáng mình phải ăn mới được. Mình phải ghé ăn được. Lobster Shack Key West. Nhưng mà bây giờ nó đóng cửa các bạn ơi, ngày mai sáng mình ghé đi ăn ha. Còn cái chỗ này nó bán đồ dụng cụ thể thao. Bây giờ mình đi xuống mình mướn xe tút tút đi. Mình để hai ba chiếc xe. Hai ba chiếc xe. Theo trolley. Bây giờ mình sẽ đi kiếm chỗ mình mướn cái chiếc xe này để mình lái đấy các bạn. Cái chiếc xe này 1 2 3 4. Năm cửa hả? Năm cho mướn nữa. Trời ơi. 3 1 9. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đi đi ha. Vô. Nó đóng cửa rồi. Thôi đi ăn đi. Thì ra cái cột bóng bên đây nè. Thì mới đi đi chụp cái cột bóng luôn. À. Xong bởi vì nè, ăn xong cái mình là thay đồ mình đi xuống bãi biển. Chắc là đi chơi nè. Ok các bạn ơi, cho chắc lên ngồi xong rồi mở quạt cho chắc. Rồi. Đi thôi, đi bay. Tao mới địa chỉ nha. Lên đường có hai nhà hàng, tổng cộng là hai nhà hàng Việt Nam các bạn. Một nhà hàng tên là Phở King với một nhà hàng tên là Tuy Sister, ba chị em. Nhưng mà nhà hàng Tuy Sister hình như nó không có bự bằng cái nhà hàng Phở King các bạn, cho nên mình sẽ đi nhà hàng Phở King ha. Nói chung là đi thôi, sáng chưa sáng mới chụp nó đẹp. Đi bên đây nè, muốn chụp thì ghé, nó nằm đây nè. Ngày mới sáng mình sẽ ghé đây mình ăn lobster shack. Mới sáng đóng cửa rồi, mới sáng mình thức sớm, còn tao sớm con đi mướn xe chưa? Okay. Xuống đây một là các bạn đi bộ, hai là các bạn mướn xe đạp. Nói chung là vòng vòng đây qua quán xá các bạn, các bạn đi các bạn tấp vô giống như trước mặt các bạn là nhà hàng ha. Các bạn tấp vô uống rượu uống bia cũng được nữa. Bây giờ cái resort mình đã ở nè, Southern Moss. Southern Moss đi tối nay đi ăn xong rồi đi xuống biển chơi luôn hả? À, xong rồi tắm luôn cái cầu bóng đó. Nó phải đậu xe rồi, với lại đẳng đó là tại vì ở đây nó không có cho đậu xe. U mình mướn khách sạn ngay cái cột mốc luôn các bạn ơi. Thì đó là đậu xe đây, đó là các bạn có thể pay chua phát đâu. Mình mướn khách sạn thì trong khách sạn nó có chỗ đậu xe rồi, cho nên mình không có đậu xe ở ngoài đây các bạn ha. Nhưng mà mình đi ăn dọc đường á, mà mình muốn đậu xe đó, thì mình phải đậu xe ngoài đây thôi. Tại vì các bạn thấy không, xung quanh đường nó đâu có chỗ đậu xe đâu, mình phải đậu xe đó.
người Mỹ họ khoái đi bộ các bạn, nói chung là đi bộ rất là tốt các bạn ha. Ở đây nó có bed and breakfast. Chỗ này có đậu xe nữa nè. Nhưng mà phải trả tiền. Trong đây đậu xe phải trả tiền. Cái khu này là cái khu mà cuối cùng các bạn, giống như là Chí Mũi Cà Mau bên Việt Nam mình vậy đó. Ở bên Mỹ này người họ ưu tiên cho người đi bộ các bạn ha, cho nên các bạn đi bộ xe nó sẽ né các bạn ra. Cái chỗ này cũng là cái resort của mình các bạn, hồi nãy mình đi vô đó mình mướn phòng đó. Ở sau đây nó có, trong này nó có hai hồ bơi, mình có thể tắm hai hồ bơi luôn. Chắc ơi là gì đó. Bây giờ mình sẽ vô mấy cái quán VIP Gentleman rồi. Phở. Một cái quán rất là mát mẻ các bạn. Qua đây cũng quán kem. Tới đây giờ ăn kem đi. Bạn há nó kem. Cái quán này cũng có nhiều món ngon lắm nha. Thì mình đi xuống á các bạn biết không, thì giờ cũng đã tối rồi cho nên mình không có quay với bạn nhiều. Ngày mới sáng đi mình sẽ quay cho các bạn ha. Hình như là cái tiệm phở nằm ở đây. Key West Pottery. Ở đây là cái nơi mà người ta cho các bạn làm gốm nè. Pottery. Chỗ này là chỗ để mướn xe. Mướn xe scooter. Có ai sướng như thằng con không? Có quạt máy để đi, có quạt máy nữa. Vô đây mình có thể uống bia. Theo trong đây nó nhảy sexy. Ôi mình muốn mướn xe tút tút mình chạy các bạn ơi, mình muốn xe tút tút mình chạy. Chạy qua cái chỗ mướn xe họ đóng cửa rồi, chứ không thôi mình sẽ đi mướn chiếc xe đó mình chạy các bạn. Room bar open. Best room bar. Cái chỗ này để nó họ bán rượu room các bạn. Họ bán rượu room. Good. Kia nó có cho mướn xe scooter quá trời luôn, nhưng mà bây giờ đóng cửa đó các bạn ơi. Ở đây là có bán nước dừa coconut. Tối nay ăn xong đi xuống đây ăn kem đi. Coconut kem dừa. Ở đây thì họ bán nước giải khát. Còn ở bên kia bán tour các bạn ơi. Mấy cái tour lặn ngắm san hô rồi đấy. Đúng không ba nói không? Mệt chứ. Đồng một cái lon bia. Ở bên kia nó có xe cho mướn nữa mà nó đóng cửa ơi các bạn ơi. Đây đó. Mướn mấy cái này nè thấy không đó, chạy xe. Vũ nữ chân dài. Rap. Đây họ có bán cần sa, kẹo gummy. Hello.
Trời ơi, trong đây rượu nè. 285 rượu quá trời luôn. Đây mình đã thấy cái tiệm parkin rồi, đi ra, đi qua, đi qua, đi qua. Tới tiệm phở King Awesome rồi các bạn ơi, bây giờ sẽ vô đây ăn nha. Phá cho ngành nail, Lee K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD, giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Kìm về các anh chị ơi, rất là nhiều loại kìm nha. Kìm bén, kìm sắt không gỉ stainless steel, kìm sắt không gỉ stainless steel, kìm vuông, kìm tròn, tất cả mọi loại kìm đều có hết, rất là bén luôn. Đây đẩy ve, quá trời loại kìm luôn. Kìm mũi nhọn, kìm tỉ, siêu bén, kìm siêu bén, kìm siêu bén, kìm siêu bén, kìm siêu bén luôn các bạn ơi. Các bạn đã xài sản phẩm pedicure của công ty LK này chưa? Pedicure 4 bước được FDA chứng nhận. Cái này là công ty đầu tiên được FDA chứng nhận các bạn nhé, về độ an toàn. Các bạn đã xài thử chưa? Nếu như mà các bạn mua 10 thùng, họ sẽ tặng cho các bạn một thùng, và họ sẽ tặng cho một các bạn một cái cuốn menu, cái bốn menu đẹp của các bạn đó. Chở trong cái cuốn menu này nè, thấy không, bằng gỗ nha. Đó, có tất cả những cái thứ các bạn cần. Sản phẩm LK Pedicure 4 bước đó được FDA chứng nhận về độ an toàn. Đó, có 3 mùi cho các bạn lựa chọn. Có 3 mùi cho các bạn lựa chọn nha. Rồi, có QR code cho các bạn scan lên luôn. Các bạn mua 10 thùng được tặng 1 thùng các bạn nhé. Mua 10 thùng tặng 1 thùng. Hoặc là các bạn mua 10 thùng sẽ tặng 6 thùng liner. Tặng 6 thùng liner. Sản phẩm Pedicure LK. Các bạn ơi, nhìn nè. Một cái cuốn menu sang xịn mịn. Đó. Sản phẩm Pedicure LK.